Chào Phúc, cảm ơn em hôm nay đã mất chút thời gian để dành cho ban truyền thông của nhà trường một cái khoảng thời gian buổi chiều thứ bảy. Thì trong thời gian này nhà trường cũng đang phỏng vấn lại một số bạn cựu sinh viên của nhà trường đã thành công và đi làm ở các đơn vị. Thì lần đầu tiên thì em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình này, công việc hiện tại của em được không? Xin chào anh Đức, em là VP Phúc, học viên khóa CT08 2010-2013. Thì ra trường năm 2013 thì cái công việc của em bắt đầu là cũng như bao các bạn khác thôi, là cũng đi làm thêm làm để lấy kinh nghiệm các thứ, mà trong quá trình mà ra trường đi làm thì cái yếu tố mà tiên quyết mà trong quá trình mình học hay là mình thích cái gì, mình ra trường thế thì em cũng bắt đầu vào làm marketing của một công ty bất động sản. Đấy, sau đó thì với cái kiến thức mình đã học thì mình thấy marketing thì nó phục vụ rất là nhiều cho quá trình bán hàng của sale. Nên chính vì thế là chuyển sang làm sale bất động sản. Và làm sale thì sử dụng cái công nghệ, tức là ở đây là mình làm web, mình sale web, mình viết bài đăng tin truyền thông lên. Nói chung nếu như mà không có về mình học công nghệ thông tin ngày xưa ấy, thì quá trình làm sale của mình nó rất vất vả, mà nó sẽ không có một cái số to. Và để mà làm sale ngoài cái kỹ năng mềm ra thì cũng làm về kỹ thuật, tức là mình là bản thân là mình cũng ứng dụng về công nghệ. Thì ở đây là mình cụ thể là làm sale, chạy quảng cáo, truyền thông, những cái lượng khách hàng đến với mình nó rất là chủ nó đều đặn là nhiều hơn, đúng không? Đấy. Đấy, với lại là làm như thế thì bằng cái áp dụng công nghệ thì ở trong công ty thì cũng thuộc là cũng tốt đầu. Sau đó thì khoảng đến giữa năm 2014 thì cũng ra làm cái doanh nghiệp riêng về bất động sản, không có làm về mảng nội thất nữa. Sau đó thì do là cái công việc nó không được thuận lợi thì đến khoảng cuối năm 2017-2018 thì hiện tại thì chuyển sang trong sen và làm ở phòng phát triển dự án. Ok, thế thì cái thời điểm mà em mới tốt nghiệp đấy, thì khi trong quá trình mà mình đi xin việc vào doanh nghiệp ấy, thì em có thấy là cái có gì khó khăn này, hoặc là lúc đấy thì em thấy là cái mình đã đủ tự tin với cả cái kiến thức của mình chưa? Thực ra khi mà mình đã làm sale của bất động sản rồi thì ra kiến thức của mình cũng phải trau dồi tìm hiểu rất là nhiều. Và trong bất động sản thì được một cái là về cái lợi thế của mình là công nghệ thông tin. Mình làm web, mình sell web lên thì các dự án mà cái xu hướng nó dần thay đổi là khi mà người ta thay vì người ta tìm hiểu trực tiếp thì người ta bằng cách là lên mạng, người ta search, người ta tìm. Thì đấy chính là một cái lợi thế rất là lớn. Nên khi mà có chuyển công ty ấy, thì cũng đa số là được các anh chị giám đốc là gọi là chào, là mời về thôi. Còn về bản thân trực tiếp là cũng không có ý định là sang. Cái mà như em trao đổi là cái ứng dụng về công nghệ tin cho cái công tác mà marketing và bán hàng ấy. Hiện tại thì nhà trường năm nay, bắt đầu từ năm nay cũng có thêm một cái chuyên ngành mới, song cái chuyên ngành là lập trình viên em đã học. Đây là chương trình về digital marketing đấy. Thì ở cái chương trình đấy nó cũng chia ra làm được các cái học phần, ví dụ như là tổng quan về marketing, cũng là hiểu về, đi tìm hiểu về khách hàng, phân tích khách hàng. Sau đấy cũng ứng dụng như những cái mà em đã được làm, ví dụ như về sale hay là về các Google hay là về công cụ về Facebook chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì anh cũng thấy là em chia sẻ rất là tốt, bởi vì là mình đã ứng dụng được một phần nào đấy về cái kiến thức mình học cho cái công việc hiện tại. Thế thì cái định hướng sắp tới của em là như thế nào? Hiện tại thì em làm ở bên Sen Group, ok. Làm giám đốc phát triển dự án ở bên đấy. Thì bây giờ cái về công nghệ thông tin ấy, thì nó vẫn giúp mình rất là nhiều. Nếu như mà không có nó thì cái công việc nó rất là khó khăn để phát triển. Còn hiện tại về phát triển thêm thì mình phát triển kỹ năng mềm để đào tạo cho các bạn sale, đào tạo về giả sử như là những cái mà cái kỹ năng sư phạm ấy, của mình nó không có đâu. Nhưng mà để mà đào tạo, tức là để mà làm được việc và làm ra tiền làm sao thì mình có thể truyền cho các bạn lại được. Đấy. Thế đứng vai trò quản lý như thế thì em có thấy cái công tác mà có gặp khó khăn trong vấn đề mình quản lý nhân sự không? Thật ra quản lý nhân sự thì nó cũng là cái mảng trái và mình cũng sẽ phải học trao đổi rất là nhiều. Còn để mà chuyển từ một dân kỹ thuật sang hay là
hoặc bạn xuất ngành ngồi máy tính sang để mà đứng trước đám đông hay là để tạo động lực truyền cảm hứng thì mình cũng phải học hỏi các thầy rất là nhiều. Vậy thì bây giờ là câu hỏi cuối cùng anh muốn Phúc chia sẻ là đối với cả thế hệ sinh viên trẻ bây giờ, theo em điều gì là quan trọng nhất để mà các bạn có thể thành công được? Thực ra cái khóa em mà em cũng có nhận thấy, kể cả như từ khoảng 97-98 thì càng ngày các bạn thể hiện cái cá tính của mình nó càng mạnh mẽ hơn. Và xã hội bây giờ mình ra là làm thì mình cũng cần là làm, nó phải làm mình biết làm được việc chứ không phải là học trên lý thuyết là ngày xưa về bằng cấp nữa, kể bất kỳ một cái môi trường nào cũng như thế thôi. Mình phải làm được, mình phải tạo ra cái giá trị ra xã hội thì bù lại thì mới trả cái đồng tiền lương xứng đáng cho mình được. Chứ còn đừng có bảo là mình có bằng cấp, mình vào công ty nọ công ty mình giữ vị trí mà khi mà vào rồi chẳng hạn mà mình không làm được không làm ra số hay là không làm cái giá trị gì cho công ty thì mình sẽ không đạt được. Nên em cũng nghĩ là các bạn mà đi học công nghệ thông tin hay là theo cái ngành mà bây giờ đang làm cái xu hướng, bất kể những cái gì thì cả từ những cái nhỏ nhất bây giờ, kẻ bán hàng ở quê thôi, người ta cũng cần phải có về thông tin, có về một chút về kinh doanh, có một chút về digital marketing các thứ để làm việc chứ không như ngày xưa. Và làm việc bây giờ mà thiếu đi, giả sử như là những ứng dụng như kiểu Zalo hay là Skype hay là những cái đấy thì nó rất là khó để làm việc. Thế tức là bây giờ mình đã theo một ngành trái đúng không? Nhưng nếu mà để mà sinh viên mà theo về code, tức là bây giờ em đang là thuộc về cái là mình đã đi làm trái ngành rồi. Nhưng mà nếu mà để theo về code như ngày xưa, tức là như trước đây ấy, thế theo em là cái điều gì cần thiết nếu như em ngày cái thời điểm đấy? Thực ra mà em nghĩ là các anh chị mà làm code lâu dài chỉ được tầm khoảng chục năm, xong rồi có thể là mình sẽ chuyển sang cái hướng nào khác hoặc là mình vận dụng những cái kiến thức đấy để mình mở hơn. Còn về như bản thân em ấy, thì em cũng vẫn lấy và cũng đang học hỏi rất là nhiều về công nghệ thông tin, nó thay đổi hàng ngày, hàng giây hàng giờ luôn, mình liên tục mình phải học hỏi từ update những cái về công nghệ ấy, các thứ hay là thì phải liên tục update học hỏi. Còn cái nền tảng mấu chốt của mình ấy, là ngày xưa thì mình vẫn phải có mình học hỏi, sau này nó những cái khác thì nó sẽ dễ hơn. Ok, rất là cảm ơn Phúc hôm nay đã dành cái thời gian để cho ban truyền thông và cũng chia sẻ một số cái kinh nghiệm làm việc này, cũng như một số cái cảm nhận đối với cả cái ngành nghề của mình đã từng trải qua. Và xin chúc em luôn luôn thành công với công việc của mình. Cảm ơn em rất là nhiều. Now.